Kính chào chư vị độc hữu đến với tiểu điểm tính phòng Phong Hoài Quân. Mời quý vị nghe tiếp buổi truyện qua ngầm chi ngoại tác giả Nhĩ Căn, chương 601, Người chồng phải đại sự. Chư vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí bởi tạo ói audio. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. nhân Viêm và Ngô Kiếm Vũ còn có đội trưởng, bọn họ không biết vị trí cụ thể của cửa hàng thuốc. Lúc này nhìn mảnh phế tích thổ thành kia có chút kinh ngạc. Thân thể hứa thành đoán lên một cái, biến mất ở bên trong mặt trời. Lực xuất hiện đã ở trong thổ thành, đứng ở bên cạnh vị trí cửa hàng thuốc lúc trước, sắc mặt khó coi. Cửa hàng thuốc trước kia đã sớm hóa thành phế tích, xung quanh hỗn loạn, trên mặt đất còn có thể nhìn thấy vài mảnh vỡ của tấm biển. Linh Nhi cũng xuất hiện ở bên cạnh hứa thanh nhìn cửa hàng thuốc trước mặt mà ngây người một chút. Mà đám người đội trưởng cũng lần lượt hiện ra, nhìn phê tích, đội trưởng ho khan một tiếng nói. <laughs> Tiểu A Thanh, chúng ta hình như đi lầm chỗ rồi có phải không? Không có cửa hàng thuốc ở đây. Đội trưởng nói xong đi tới, ngồi ở đó nhặt lên vài mảnh vỡ tấm biển trên mặt đất, quay đầu nhìn về phía hứa thanh. Tiểu A Thanh, hình như nơi này Quả thật là từng có một cửa hàng thuốc. À, ngươi xem cái chữ này, tựa hồ là một chữ thanh. Đội trưởng hét lên, hứa thành sắp bạt có coi, ninh viêm thì chớp chớp mắt, ở bên cạnh thấp giọng mở miệng nói. Ê, lão đại, ném mi thương. Trong mắt hứa thành toát ra lãnh ý, mà hiển nhiên ngô kiếm vô cũng không có khả năng buông tha cơ hội này. Lúc này thở dài một tiếng nói. Tăng khinh thương hải, hóa phần trì, vô nại hồng hoa thanh cầu thì bật tín nhĩ khứ sĩ đầu khán không đợi ngô kiếm vũ nói xong thì con vẹt bay ra không nhịn được mà hưng phấn đến hoan hồ một tiếng trời cao chưa từng tha cho ai trên người hứa thanh tản ra vẻ lăng lệ nhìn con vẹt một cái mà linh nhi cũng phản ứng lại khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên có chút tức giận đây là nhà nàng hiện giờ lại bị hủy thành như vậy cái bóng ở nơi đó cảm thụ được phân nộ của linh nhi vì thế tàn ra chấn động cũng tức giận như vậy còn có lão tổ kim cương tông bay ra ở chung quanh tàn ra tiếng ong ong chú tứ chủ mẫu các người chỉ cần nói một câu ta lập tức tàn sát tất cả những người ở nơi này không sai ngược lại ta muốn nhìn xem là ai lá gan lớn như vậy lý hiếu phì cũng không cam lòng lập tức đi ra mang theo sự tức giận mở miệng nói dù sao khổ sinh sơn mạch cũng là quê hương của lão Vậy mà cửa hàng thuốc của đại sư ở chỗ này lại bị hủy Lão cảm thấy mình nhất định phải giúp đại sư ra mặt Vô luận việc này là ai làm Thì lão cũng phải toàn lực biểu hiện một chút Mà khi đó theo bọn người hứa thành đến Những tu sĩ áo xám đang bận rộn ở thổ thành này Cũng đồng loạt phát hiện Trong mắt cả đám đều về bất thiện Từ chung quanh về đến Nhưng còn chưa được bọn họ tới gần Thì một đạo trường hồng từ xa đột nhiên phá không bày đến Không để ý đông đảo tu sĩ áo xám thổ thành này trong thoáng chốc đến phía trước hứa thành hóa thành một thân ảnh đó là trần phạm trác từ sau khi cửa hàng thuốc của đại sư sụp đổ kỳ thật gã vẫn luôn chú ý nơi này cho nên chạy tới trước tiên vẻ mặt bi phẫn trịnh trọng bái một cái với hứa thành đại sư là trần mỗ vô năng không thể nào bảo vệ được cửa hàng thuốc của đại sư hứa thành mặt không chút thay đổi gần đầu nhìn về phía trần phạm trác thản nhiên mở miệng nói là ai làm là một thế lực ngoại lai bọn họ chiếm cứ nơi này xua đuổi tất cả mọi người muốn xây dựng nơi này thành một tông môn người đứng đầu là một tên lùn tự gọi mình là độc đạo tử trần phạm trác vội vàng nói nhưng lời của gã vừa nói đến đây còn muốn tiếp tục thì liễu phỉ ở bên cạnh hứa thành được những trợn mắt trong khoảnh khắc đầu của lão giống như mười vạn lưu đình đổ tung hóa thành tiếng ong ong ngập trời lao ra trước mặt trần phạm trác nhanh chóng mở miệng nói xác định là tên lùn tự xưng là mộc đạo tử chứ trần phạm trác sửng sốt vội vàng gật đầu gã gật đầu đối với lý hữu phỉ mà nói đã không phải là mười vạn thiên lôi nổ tung đơn giản như vậy mà là trăm vạn vạn đạo lôi đình đồng thời bổ ra thân thể của lão run rẩy nội tâm kêu gào tức cực điểm xoay người phốc một tiếng liền quỳ gối trước mặt đứa thành đại sư hiếu lâm đây nhất định là hiếu lầm mộc đạo tử kia là một đệ tử ký danh của ta việc này để ta xử lý ta lập tức đi xử lý lý hữu phỉ hoảng sợ vừa nghĩ đến tên đệ tử ký danh kia của mình lại gây ra đại họa ngập trời như thế thì trong lòng của lão liền kịch liệt run rẩy hận không thể trực tiếp tìm được đối phương tát một cái vỡ mồm hứa thành mặt không chút thay đổi bình tĩnh nhìn lý hữu phỉ ánh mắt này làm cho lý hữu phỉ nhớ lại thí nghiệm của đối phương trên người mình cùng với những kiến thức ở trên đường cũng là theo bản năng nhìn lão già già lão run rẩy một lần nữa mở miệng nói lớn một tiếng đại sư ta lập tức đi xử lý nói xong lão vội vàng tản ra thần thức tập trung một phương vị sau đó rồng tới trước khi đi tìm bùng phát tu vi nguyên anh giống to một tiếng với những đệ tử áo xám không biết sống chết ở chung quanh lão tử là sư tôn tông chủ của các người đều lui ra cho ta dám động một sợi lông Chờ lại ta giết chết các người Lời này cùng với tu vi nguyên anh Nhất thời hình thành chấn nhấp mãnh liệt khiến cho sắc mặt của mọi người xung quanh đại biến không dám tiến lên mà lý hữu vì thì bùng phát toàn lực đi thẳng đến chỗ thần thức tập trung trong lòng của lão hiện giờ đã là nguyên rủa ngập trời thầm nghĩ nghiệt tử ơi là nghiệt tử người ăn gan hùm mật cấu gì dám hủy diệt cửa hàng thuốc khủng bố này mặc dù thì là mắng như vậy nhưng trong lòng của lão đối với đệ tử này vẫn coi trọng Chẳng qua là bởi vì kiểu già của mình quá nhiều Cho nên Chưa từng nói cho đối phương biết lái lịch của mình Chấp mặt lão không thể để mắt tới đối phương tìm chết Cho nên tốc độ toàn diện thi chuyển Chỉ trong thời gian ngắn Đã vọt vào nơi ở của mộc đạo tử Một đường ngang nhiên đụng thẳng vào Vọt tới phòng xá của đệ tử mình Mà trong phòng xá Mộc đạo tử đang cung kính quỳ gối Trước mặt một lão giả áo đen cúi đầu lắng nghe tân sư tôn chỉ điểm tu vi của hắn Mộc đạo tử Tu vi của ngươi cũng tạm, nhưng công pháp có trộn hỗn tạp, muốn tu hành thuật pháp của chúng ta, ngươi cần phải hóa giải những thứ loạn thất bát tao bản thân từng học. Từ chất của ngươi không tệ, nhưng đáng tiếc bãi nhầm sư tôn. Đây mới là nguyên nhân mấy năm này tu vi của ngươi đình trệ. Lão già áo đen lại nhạt mở miệng nói, trong mắt hiện lên một tia tham lắm. Không thể điều tra, lão thù cái tên mục đạo tử này chính là có nguyên nhân khác bấy giờ đang định nói tiếp nhưng vừa mới đồng thì ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài khẽ nhíu mày mộc đạo tử nghe vậy thì càng thêm cung kính thấp giọng nói là lúc trước đệ tử ngu ngốc ầy à, không biết nhân ngoại hữu nhân kết quả sai rồi lời của gã vừa nói đến đây thì bỗng nhiên ở bên ngoài nhà truyền đến âm thanh quen thuộc mộc đạo tử còn không ra gặp vi sư mộc đạo tử mở to mắt sửng sốt một chút rồi quay đầu cửa phòng của gã ầm một tiếng bị người từ bên ngoài hung hăng đẩy ra biết rõ lý hữu phỉ xuất hiện ở nơi đó trong khoảnh khắc nhìn thấy lý hữu phỉ mặc dù ngoại hình của đối phương xa lạ nhưng ánh mắt và âm thanh kia còn có dao động ở trên người khiến cho mộc đạo tử lập tức nhận ra đối phương chính là sư tôn tiền nhiệm thần bí của mình điều này làm cho gã có chút bối rối vừa muốn định nói cái gì nhưng lý hữu phỉ đã không còn tâm tình suy nghĩ đi cân nhắc sự việc sau khi nhìn thấy mộc đạo tử thì liền tiến lên bắt lấy buôn màng gã đi nghiệt đồ mau đi theo ta xin lỗi đại sư nói không chừng ngươi còn có một chút sinh cơ mộc đạo từ không thể nào phản kháng lúc này nội tâm vẫn là không biết làm sao bỗng nhiên một tiếng hư lạnh trong miệng của lão già áo đen truyền ra làm can tu vi linh tàng tàn ra theo tiếng hư như sấm sét thân thể của lý vì ngừng lại lùi về phía sau vài bước khoai miệng tràn ra máu tươi Ngần đầu nhìn về phía lão giáo đen, hắc đồng thượng nhân, lý hữu phỉ thì ra mộc đạo tử này là đệ tử trước kia của ngươi, nhưng ta đã thu hắn làm đồ đệ không liên quan gì đến người nữa. hắc đồng thượng nhân thản nhiên mở miệng nói, tự nhiên lý hữu phỉ cũng đã nhìn ra chuyện đệ tử mình đổi môn, nghe vậy thì gật đầu nhìn về phía mộc đạo tử, người nói như thế nào? mộc đạo tử do dự sau đó ôm quyền với lý hữu phỉ tiền bối chuyện của ta không liên quan đến người lê hữu vì cắt đứt lời nói của mộc đạo tử nếu đổi lại cho ngày thường lão còn có thể vì chuyện này mà phẫn nộ nhưng hôm nay thì lại thở vào nhẹ nhõm được lời người nói không liên quan gì đến ta từ nay về sau người không phải là đệ tử của ta mộc đạo tử nể tình ngươi ta nhắc nhở ngươi một câu ngươi đã chọc phải phiền toái lớn rồi Lê Hữu Phỉ lắc đầu vừa mới nói xong, thì bên ngoài nhà truyền đến tiếng bước chân, còn có từng trận tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn. Thân ảnh đoàn người hứa thành đã đi tới nơi này, cất bước đi về phía phòng xá này. Cảnh tượng này trong lòng bộc động từ cả kinh, ánh mắt của hắc đồng tự nhân bên kia đào qua ngoại giới, lướt qua đám người hứa thành, thần sắc như thường chậm rãi mở miệng nói. Chỉ là mấy nguyên ảnh lúc nào có thể bày ra tư thái như vậy. Mộc đạo tử lúc trước vì sư dạy người pháp thuật coi trọng thực chiến làm thế nào để sử dụng nói xong hắc đồng thượng nhân đứng lên vẻ mặt bình tĩnh chắp tay đi ra ngoài một bước bước ra khỏi phòng một thần tu vi linh tàng âm ầm bộc phát nhất thời đỉnh đầu huệ hóa ra một tòa bí tàng bên trong tòa bí tàng kia tựa như có núi lửa tồn tại vun ra hòa hải ngập trời mơ hồ còn có âm thanh tiên đạo ở bên trong gầm thét khiến cho quy tắc của bát vương vậy mà thụ động trung quanh xuất hiện vô số hư ảnh những hư ảnh kia giữ tới đồng loạt rít gào trong khoảng thời gian ngắn thế như trường hồng một bước phòng vần biến sắc tiếp theo gã đi ra bước thứ hai tiến đến phía trước đám người hứa thành Vĩ tảng sâu lưng hình thành chân áp ngập trời tản ra tù vị tiền điện nổ vang hình thành tám phủ văn ân ký thiên hòa hắc sắc ân ký hình thành cuối cùng lớn hơn 10 trường sau khi huyện hóa ra trên trời cao thì, tản ra uy lực cường hãn khiến cho mặt đất xương thạch sụp đổ uy áp kinh người đồ nhi xem kỹ đây đây chính là đại mà ấn ta mới truyền thụ cho ngươi hắc đồng thượng nhân mở miệng nói giơ tay tùy ý vung lên muốn chấn áp những con gà đất chó dành trước mặt mà lúc này trong mắt của đội trưởng lộ ra vẻ cổ quái ninh viêm nhách miệng cười ngô kiếm vũ ngạo nghệ hất cầm lên Vừa thành thì mặt không chút thay đổi đối với những thứ này Bọn họ trực tiếp không thèm để ý, toàn bộ xoay người đồng loạt bánh lại với thế tử ở một bên. Ra ra. Thế tử đang khiêu khích con vẹt, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn trên hắc đồng thượng nhân một cái, chỉ lướt mắt một cái thôi, mà trên người hắc đồng thượng nhân ầm một cái tề dại, phốc một tiếng, cả người ngã lăn ra đất. Đại hắc ấn ở trên bầu trời tiêu tán, bí tàng biến mất, tất cả đều tiêu tán, chỉ có máu tươi phun ra, từ toàn thân phun ra giống như là cái đài phun máu vậy mà máu của lão hiển nhiên không nhiều như là đội trưởng cho nên khí thế phun ra cũng có chút không bằng trong khoảnh khắc chung quanh lâm vào một mảnh tĩnh mịch chương 602 trăm ấm áp nho nhỏ trong tiệm thuốc tầm thường đôi mắt của mộc đậu tử trợn to ánh mắt của gã lộ rất vẻ mờ mịt cả người cứ đứng ngơ ngác ở chỗ đó kinh ngạc nhìn người đang phun máu cảm thấy có chút không chân thực trong lòng của gã đối phương hẳn là vô cùng cường đại mới đúng cái này đây là có chuyện gì mộc đạo tử run rẩy hô hấp trong khoảnh khắc trở nên dồn dập vô cùng chỉ cảm thấy thiên địa quay cuồng thân thể cũng bắt đầu buồn rồn gã không thể nào tưởng tượng được tất cả đến cuối cùng tại sao lại là như vậy cô không thể nào hiểu được người mà chỉ cần liếc mắt đã khiến cho hắc đồng thượng nhân trở thành như thế thì sẽ có tu vị gì càng không rõ được người như vậy tại sao lại tìm đến mình mình cũng không có đắc tội với cường giả nào cơ mà trong lúc gã hoàn toàn sững sờ và mờ mịt thì lý hữu vì trở dài mặc dù đối phương phản bội sư môn nhưng dù sao cũng đã từng là đệ tử của mình vì vậy lão liền tiến đến một bước bắt được mộc đạo tử cất bước đến trước mặt hứa thành nắm gã lên và nhanh chóng giơ bàn tay một cái tát lại một cái bạt tay trực tiếp đánh cho khuôn mặt và thân thể của mộc đạo tử hoàn toàn biến dạng lý hữu Vì thần sắc cung kính mở miệng hỏi hứa thành đại sư ngài có muốn giết hắn không những lời này vừa ra mộc đạo tử lập tức tỉnh táo lại từ trạng thái mờ mịt và đình trệ cảm giác đau đớn hiện ra toàn thân nhưng cũng không dám kêu rên mà rút giọng mở miệng sư tôn sư tôn chỗ này phải chẳng có hiểu lầm ta ta không có đắc tội với những vị cường giả này mà tiệm thuốc trong thủ thành là ngươi ủy đi đúng không lý hữu phì nhìn hầm hầm nghiệt đồ nghiến rằng ghét lợi mở miệng tiệm thuốc toàn thân cùng bộc đậu tử run lên trong mắt mơ mịt trong khoảnh khắc sau đó liền nhớ lại cái tiệm thuốc trong thủ thành kia đôi mắt của gã trợn to trong đầu lập tức chấn động gã nhớ ra rồi trong thủ thành có một cái tiệm thuốc Trần phàm trác đã từng nhắc nhở mình không nên động vào nhưng mình lại không nghe sao lại như thế đâu là tiệm thuốc gì sao có thể như vậy mộc đạo tử hối hận vô cùng càng đã bao hàm sợ hãi và tuyệt vọng lúc này cảm xúc chấn động kịch liệt hơn nữa bị lý hữu phì đánh không nhẹ đã trực tiếp hôn mê lý hữu phì nhìn biểu cảm của mộc đạo tử nhớ tới thời gian mình dạy bảo đối phương mà trong lòng thở dài vì vậy đưa mắt mang theo khẩn cầu nhìn về phía hứa thành là biết cái tên đã từng là đồ nhi này sinh tử của gã chỉ ở trong một ý niệm trong đầu hứa thành hứa thành nhìn thấy được lý hữu vì cầu khẩn ánh mắt đào qua mộc đạo tử hôn mê mới bình tĩnh mở miệng nói một canh giờ khôi phục nguyên dạng lý hữu vì thở vào cảm kích cúi đầu về phía hứa thành đập tình mộc đạo tử đại nạn không chết sách theo gã bay nhanh rời đi một lúc lâu sau sau khi biết được bộ phận trần tướng mộc đạo tử hoảng sợ gãi điên cuồng gào thét chỉ huy tất cả mọi người trong thế lực giả sức tiêm thuốc nhỏ của hứa thành đã phục hồi như cũ không chỉ là tiệm thuốc mà toàn bộ tất cả các kiến trúc khác ở trong thủ thành cũng đều được khôi phục thành bộ dáng nguyên bản loại tốc độ này có thể thấy được mỗi một người đều liều mạng toàn lực không dám chậm trễ nửa điểm nhất là vì để bên trong tiệm thuốc cũng giống như ban đầu lý hữu phì còn tìm trần phàm trác dù sao đối phương đã đi vào tiệm thuốc biết được bộ dáng bên trong vì vậy dưới trần phàm trác chỉ điểm tiệm thuốc mới khôi phục nguyên dạng cơ bản thậm chí biển hiệu cũng được đóng lại còn có tấm ván gỗ thông báo tạm nghỉ của hớt thanh treo lên ở trước cửa khi đó cũng được tương tự như vậy về phần cư dân dưới sự yêu cầu của lý hữu phỉ những người dây chứng mộc đạo tử từng tên đều rút giày mà cải trang thành cư dân mộc đạo tử cũng tương tự ở bên trong không thể không nói từ loại trình độ nào đó cũng coi như biến đời đây với tư cách tả sơn môn chỉ là một hình thức khác thôi vì vậy dưới mọi người dụng tâm đồng hành thành linh đường một lần nữa xuất hiện ở trong thổ thành bấy giờ hứa thành đứng ở bên ngoài tiệm thuốc nhỏ nhìn qua hoàn cảnh quen thuộc trước mắt tâm tình lại bình tĩnh lại cúi đầu về phía thế tử bên cạnh đa tạ lão già già trước mời lão nhân già ngài vào nghỉ ngơi linh nhi ở một bên cũng vừa lòng thỏa ý ngây thơ nói với thế tử thật cảm tạ lão già già giúp ta và hứa thành ca ca xây dựng lại tiệm thuốc Thế tử nở nụ cười Chú ý đến tiệm thuốc Chắp tay sau lưng đi vào Hứa thành đi theo phía sau Ninh viêm vào ngồi quên vù quét mắt nhìn Lý Úc Phí ở một bên Lúc này chán vẫn còn đổ mồ hôi Vỗ vỗ bờ vai của lão cất bước đi vào Vừa mới vào Thì Linh Nhi lên nhiệt tình giới thiệu tiệm thuốc của mình với thế tử Lão ra ra Chỗ đó là phía sau nhà Trước kia hứa Thành ca ca ở bên trong luyện đát, Còn ta thì ở bên ngoài quầy hàng nơi đầy tính toán suy nghĩ vừa vặn rất tốt Linh Nhi nói xong Thì lấy mầm cây nhỏ ra đặt ở tại chỗ Còn con nó nữa Nó gọi là cái mầm nhỏ rất đáng yêu Ngày bình thường vui vẻ thì sẽ khiêu vũ Con vẹt lập tức nghĩ tới Mầm cây nhỏ run rẩy cố gắng chập chờn. Lúc Linh Nhi giới thiệu nơi đây Đội trưởng cũng quan sát chung quanh Nhìn chỗ này một chút Chỗ kia một cái Khẽ mở miệng nói với hứa thanh Này tiểu A thanh cửa hàng nơi này hơi nhỏ đấy có thể ở nhiều người như vậy sao lý hữu phì ở phía sau nghe nói như thế thì vội vàng xuất sang ngọc giàn triệu hoán nhân thủ rất nhanh cư dần bốn phía đến đã thông hai phòng ở bên tiệm thuốc khiến quy mô của tiệm thuốc thoáng cái rộng gấp mấy lần bận rộn xong xuôi thì đã là hoàng hôn ở bên ngoài thổ thành an tĩnh lại ngọn đèn dầu cũng được thắp lên ở bên trong tiệm thuốc nhỏ chiếu rọi ra mà có cảm giác ấm áp ở bên trong tiệm thuốc dưới ngọn đèn dầu Mọi người ngồi ở bàn bốn phía tiệm thuốc Người nhìn ta, ta nhìn người. Thế tử thì đang chiêu đùa con vẹt Ninh viêm vào ngô kiếm vụ Mặc dù cố gắng làm cho mình quen với việc Ở bên cạnh có tồn tại một lão già già uẩn thân Nhưng mà căng thẳng quá Không phải là thời gian ngắn có thể tiêu tán được Bây giờ ngồi gần như vậy Thì lập tức bỗng nhiên có một loại cảm giác co quắp Giống như là tiểu thiếp trực diện với chính thất vậy Hứa Thành và Linh Nhi thì tốt hơn Người trước thì sớm đã thành thói quen Còn người sau thì bản thân rất biết Khiến cho lão nhân già ưa thích Về phần đội trưởng Gã chừng mắt nhìn qua Đoạn đường này gã coi như là đã nhìn được Thế tử của chúa tể này đi đến khổ sinh rất mạch Có lẽ có hai cái mục đích Một cái thì không biết Nhưng cái thứ hai nhất định là có liên quan với hứa thành Lão là coi trọng tử nguyệt của hứa thành Muốn rèn luyện nó khiến cho tiểu A Thanh có thể phát triển nhanh. Hẳn là muốn mượn năng lực của tiểu A thành để cười bỏ phong ấn của những huynh đệ tỉ muội của mình. Việc này không đơn giản như vậy. ông Nguyệt Thần Điện nhất định sẽ tăng tốc độ đề phòng đến mức cực cao. Đôi trưởng như có điều suy nghĩ, lại nhớ về hành vi của đối phương. Trên đoạn đường này, nhìn ra thế tử chúa tể này rất hưởng thụ nhân gian khói lửa. Đối với việc ở lại ở bên trong tiệm thuốc nhỏ, cô không có bất luận ý bài sách nào. Ê, hey, cũng đúng thôi dù sao cũng là một lão nhân già ở quá có lẽ sẽ ưa thích cảnh tượng ôn hòa và đầm bấm xung vầy với tử tôn trong nhà nghĩ tới đây đội trưởng lập tức nhìn đám người ninh viêm ai mấy người các ngươi ai biết làm cơm còn không mau đi làm bữa cơm cho ra già ninh viêm mở mịt ngô kiếm vũ cũng vỗ đầu dứt tai lý hữu phỉ thì rõ dự ánh mắt linh nhi ở bên đó sáng lên mà kích động ban đầu nàng ở bên trong huỳnh hỏa thành của đoan mộc tàng chính là học được rất nhiều tay nghề nấu nướng từ những tỷ tỷ cùng với a di kia Hứa thành cà cà mỗi lần ăn đều rất thích cho nên bây giờ vừa muốn định nói thì hứa thành ở bên cạnh nhìn thấy liền đoạt trước lời linh nhi truyền ra lời nói để ta đi nấu nói xong hứa thành đứng lên nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì hắn lại chậm rãi mở miệng nói ê eh, nhưng không có nguyên liệu nấu ăn đội trưởng vừa nghe hứa thành muốn làm cơm thì cũng rất tò mò vì vậy vội hỏi ý kiến những người khác cuối cùng giữa ánh mắt của ngô kiếm vô con vẹt không tình nguyện vung vẩy lắc lư thân thể rơi xuống đất toàn là cá lớn nó thích ăn cá lúc trước ở trên đường đi tìm hứa thành thì nó cũng đã bắt không ít ngày bình thường mỗi lần lén lút ra ngoài nó đều đi bắt cá ăn điểm ấy phụ thân của nó dĩ nhiên là rõ ràng bây giờ lấy ra số lượng lớn con vẹt trông mong nhìn qua chỗ hứa thành có lòng nói vài lời nhưng cũng không dám vì vậy chỉ có thể thở dài hầm hầm nhìn đám người đội trưởng mấy người các người còn không làm việc đi không thấy nơi này bẩn loạn nên đấy sao nhanh đi quét dọn lại đi đội trưởng nở nụ cười ánh mắt ninh viêm thầm sâu ngô kiếm vù giả bộ như là không nghe thấy nhưng gã biết rõ nhị nghiêu có kế hoạch có lẽ sắp triển khai rồi cứ như vậy mọi người bắt đầu làm việc có quét dọn dưới sân nhà có lau bàn quầy hàng có xếp lại đan dược thậm chí dưới sự yêu cầu của con vẹt bọn họ cũng đều đổi sang trường bảo thô sơ nhìn qua không mấy có chút cảm giác tu sĩ gì cả mà đội trưởng ở chỗ đó mà thấy công việc phải làm quá nhiều chỗ thế tử hình như còn thiếu người nha hoàn vì vậy liền nghĩ tới u tinh dứt khoát phóng xuất ả ra từ trong mảnh vỡ thế giới ngay khi xuất hiện ở trong tiệm thuốc u tinh lập tức âm âm bộc phát khí thức càng có giọng nói cực kỳ phẫn nộ vang vọng trần nhị nghiu chém người ngàn đau u tinh xuất hiện nên viêm và ngô kiếm vù cũng không thèm để ý thậm chí cũng không liếc mắt nhìn lấy một cái vẫn đang tập trung làm việc như trước mà lời quả vừa nói ra thì đội trưởng trợn mắt ngạo nghễ cắt ngang nay tiểu u u người đừng có mà cản rỡ không nhìn một chút xem là ai ở nơi này à đội trưởng đáy lòng đắc ý giơ ngón tay lên chỉ ra phía sau lưng u tình. u tình sững sờ à cảm nhận được không bình thường Thế bản năng quay lại chỉ nhìn thoáng qua chỉ là nhìn thoáng một cái thôi một lát sau bên trong tiệm thuốc này có thêm một nha hoàn cứ như vậy thời gian trôi qua bầu trời ở bên ngoài lờ mờ gió đang gầm thét lạnh ý vào ban đêm cũng bắt đầu xâm nhập bát vương ngọn đèn dầu trong thủ thành không nhiều lắm nhưng từng nhà cũng đang run rẩy chỉ có tiệm thuốc nhỏ này theo hứa thành đi nấu cơm thì từng luồng hương vị dần dần phiêu tán ra khi tươi khói lửa hoàn toàn là nguồn ấm áp của nhân gian đang tràn ngập trong tiệm thuốc này. Một lúc lâu sau, hơi thành bưng một số đồ ăn đặt lên trên bàn, mùi hương tỏa ra bốn phía, đó là một bàn tiệc cá. Bên trong có cảnh cá, già cá nướng, cá chiên, cá khô tàu. Mà thấy một bàn phong phú thế này, đội trưởng cũng thật bất ngờ. Lên Nhi trông thấy thì nước bọt cũng muốn chảy ra, nhanh chóng ngồi ở chỗ kia cầm đũa lên, trông mong nhìn qua thế tử lão già già, Thế từ nở nụ cười, kẹp lên một miếng đặt ở trong miệng, từ từ nhai chậm rồi nuốt, khẽ gật đầu. Các ngươi cũng không nên quá câu nệ, cùng nhau nếm thử đi. Đội trưởng Hiếu Kỳ cẩn thận gấp một miếng, sau khi ăn lên tán thường, mà cũng thầm cân nhắc cái món ăn này không thể nào ngon như thịt thần linh được. Ninh Viêm cũng ăn một miếng, cũng biểu hiện thay đổi sắc mặt, nhưng đội tâm thầm nghĩ như bình thường. Ngô Kiêm Vù nhấp một hớp canh, thở dài đã lâu không được ăn thức ăn phàm tục có lòng ngâm thơ cảm thán một phen nhưng nhìn hứa thành nên nhịn xuống về phần u tình thì với tư cách là nha hoàn cũng có tư cách ăn được mấy ngụm, nhưng hình như ả không muốn ăn trong trí nhớ của ả vẫn là thịt người ngon nhất nếu như có thể ăn nhị nghiêu vậy thì lại càng ngon hơn chỉ có linh nhi và lý hữu phỉ là ăn nhiều nhất người sau là liên tục nịnh nót mà người trước thì là ánh mắt tỏa sáng Hóa ra hứa thanh ca ca nấu ăn lại ngon như vậy. Linh Nhi chừng mắt nhìn, cảm thấy có lẽ bản thân mình còn nấu tốt hơn. Vì vậy cân nhắc qua mấy ngày nữa, mình cũng sẽ bộc lộ tài năng cho mọi người thưởng thức. Đảng nghĩ như vậy, thì thế tử ở bên đó nhấp một hớp cành cá mới nói. Hứa thanh, thủ pháp nấu nướng để của ngươi, hẳn à là đến từ chủ nghệ phương Nam đúng không? Mùi vị món canh này có chút đặc biệt, nguyên bản phải là canh rắn mới chuẩn bị chứ thay đổi cá làm nguyên liệu nấu, độ tươi từ thịt và độ ngọt từ xương hơi kém một chút. Nghe đến câu đó thì thân thể của Linh Nhi lập tức như bị đau dại mà cứng đờ. Còn có món già cá này cũng có thể là già rắn, thịt cũng là như thế, người đây là dùng phương pháp nấu rắn, dùng để làm tiệc cá đúng không? Sau khi thế tử nhắm nháp, liền chéo gẹo nhìn hứa thành và Linh Nhi, hứa thành liếc mắt nhìn thế tử mà trầm mặc Linh Nhi thì hít vào một hơi, trong mắt lộ ra hoảng sợ, theo bản năng nhích tới gần hứa thanh một chút, vội vàng mở miệng nói. Hứa thanh ca ca, rắn ăn không ngon đâu, rất là khó ăn. Hứa thanh gật đầu, thế tử nghe vậy thì nở nụ cười. Lúc này, lão không hề có uy nghiêm của thế tử gì cả, bộ dáng như là một lão già già, rất là hòa ái và hiền lành. Mọi người tiếp tục ăn cơm, mà theo một bữa cơm này kết thúc, trong lòng của mọi người cũng dần dần chân chính thích ứng với sinh hoạt cùng một chỗ với ổn thần u tình thì đi rửa bát một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày hôm sau sáng sớm tiệm thuốc đóng cửa nửa năm rút cuộc cũng trọng tân khai trương trước kia mở cửa lớn chính là linh nhi nhưng hôm nay thì khác người mở cửa là ngô kiếm vu ngô kiếm Vô mặc trường bảo thô sơ sau khi chỉnh lý tâm văn gỗ xong gã cũng chưa có trở vào mà đứng ở cửa ra vào sắc mặt biến hóa vài cái, cuối cùng mới nghiến rằng, lên tiếng mở miệng nói. Nửa năm thoáng qua nhật nguyệt mới, hôm nay tiểu điếm lại mở ra. Nam lai bác vãng mau mau nhìn, bạch đát một đồng đưa tới khách. Giọng nói vang vọng chuyển khắp bát vườn. Đây chính là đề nghị của đội trưởng. Gã cảm thấy cái tiệm thuốc này nhà mình, thiếu một người tiếp khách, mà ngô kiếm vù dĩ nhiên là thích hợp nhất. Bây giờ theo ngô kiếm vù mở miệng, cư dần bốn phía đồng loạt run rẩy bước ra nhìn về phía ngô kiếm Vũ cũng nhìn thấy bên trong tiệm thuốc có một tiểu nhị khá mập mạp đang không ngừng lau chùi trong đó tiểu nhị này rất là kỳ quái bụng rất lớn hình như bên trong y phục quấn thứ gì đó mà bên cạnh là lý hữu phỉ để vì quyết định chức vụ Đề vị của lão thấp nhất cho nên chỉ có tư cách làm việc lặt vặt trong tiệm thuốc bên kia là đội trưởng gã tự an bài chức vị cho mình là hộ vệ tiệm thuốc chúng ta mở ở trong khổ sinh rất mạch nguy hiểm trùng trùng điệp điệp đối mặt với những tù sĩ cùng hung cực ác kia nhất định phải có hộ vệ đều vệ tiểu điếm của chúng ta thái bình đây chính là tuyên ngôn nhậm chức của đội trưởng về phần thế tử lão gia gia tự nhiên là lão trưởng quỹ rồi lo cầm một cái hạt trâu trong tay cây lớn nhìn tiệm thuốc bên trong hạt trâu phong ấn một người thi thoảng sẽ hiện ra gương mặt trong đó chính là hắc đồng thượng nhân kia Hứa Thành vẫn là đàn sư như cũ, Linh Nhi thì tiếp tục tính sổ sách. Nàng ưa thích việc làm này. Ngoài những điều ấy ra, thì bên trong tiệm thuốc trọng tân khai trương này còn có nhiều hơn một nha hoàn chuyên môn hầu hạo lão trưởng quỹ. À chính là U Tinh. Mà suy nghĩ, nếu so về lúc trước thì còn lồng nhiệt hơn. Ngày đầu tiên khai trương đã có hơn 200 người cầm lấy linh tệ cung kính mua sắm mạch đan. Khiến cho Linh Nhi tính toán cũng cần gia tăng một ít thời gian cứ như vậy mấy ngày trôi qua mỗi ngày hứa thành ngoại trừ tu hành thì chính là nghiên cứu nguyền rủa mà ngô kiếm vù cũng thích ứng với chức vị của mình mỗi ngày đều đứng ở bên ngoài ngâm thơ không cùng một dạng cũng là trải qua sinh hoạt vô cùng tự tại ninh viêm thi thoảng mệt mỏi ngồi trên khung cửa nghe thơ của ngô kiếm vù hưởng thụ an bình nơi đây đồng thời trong lúc bất trì bất giác gã phát hiện ra nhiều khi mình rõ ràng có thể nghe hiểu được phát hiện này khiến cho trong lòng của gã nổi lên một chút kinh hoàng mà lý hữu phỉ thì là cực khổ nhất trong đám người lão vừa làm việc lặt vặt vừa còn phải hạ lệnh cho mộc đạo tử ra ngoài để cho bọn họ đừng có đóng giả mà tệ như vậy từng người đệ tử tới đều bị dọa cho chân cũng mềm nhũn ra cái này quá là khó coi phải cố gắng kiềm chế để diễn cho thật tốt hoặc là phải tìm khách từ nơi khác đến đây để sinh ý được tự nhiên lại nhắc về đội trưởng mỗi ngày gã đều ôm cánh tay cầm lấy một thanh trường kiếm đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn toàn bộ khách nhân, một bộ giống như là cao thủ vậy. Về phần u tinh, bởi vì lão già già thích uống trà, ngày bình thường còn thích chiêu chọc con chim, cho nên công tác của ả à chính là phải pha trà rót nước, thuận tiện hầu hạ con vẹt. Cảnh tượng như vậy chính là sinh hoạt thường ngày ở bên trong tiệm thuốc nhỏ này. Cho đến 7 ngày trôi qua, trong lúc tất cả mọi thứ ở bên trong tiệm thuốc đều phát triển theo hướng tốt đẹp, lục thường thế do độ kiếp hoàn toàn khôi phục hứa thành tiếp tục ngành đón sự rèn rũa hứa thành nếu như thường thế của người đã khôi phục rồi vậy đi cùng ta thôi tiềm lực trên người của ngươi cần phải đào móc thật tốt mới được giọng nói của thế tử vang vọng bên tài hứa thành hứa thành hít một hơi thật sâu rồi đứng lên nhóa một cái cùng với thế tử rời khỏi tiệm thuốc lục xuất hiện thì hai người đã ở giữa không trung thế tử chắp tay sau lưng đi thẳng về phía trước Hứa Thành cúi đầu đưa mắt nhìn tiệm thuốc trong thủ thành, không nói cái gì mà nối gót đi theo. Hai người một đường đi về phía trước, bước trên bầu trời của khổ sinh xuất mạch. Trên đường gặp phải không ít tù sĩ, có người phi hành trên trời, có rất nhiều người đánh nhau ở bên trong xuất mạch. Trong mắt của bọn họ, Hứa Thành và Thế Tử tựa hồ không tồn tại. Dù là gặp chính diện, thì trong mắt những tù sĩ khổ sinh xuất mạch cũng đều là không có thân ảnh của hai người mỗi người là tự do mục đích của bản thân nên làm cái gì thì làm cái đó hứa thành không có chút bất ngờ đối với điều này hắn đã biết rõ năng lực của thế tử mà đối với nơi muốn đi hứa thành đưa mắt nhìn qua trong tầm cũng có chỗ suy đoán đây là đường đi tới hồng nguyệt thần điện cho khổ sinh sơn mạch sự thật đúng là như thế sau mấy cách giờ thế tử dẫn theo hứa thành đi tới bên trên không trung của hồng nguyệt thần điện hồng nguyệt thần điện ở bên trong khổ sinh sơn mạch nằm ở ngọn núi cao nhất của sơn mạch này địa vị tôn quý thần sứ trong đó kinh khủng uy thế vô hình trấn áp toàn bộ sa mạc đối với chúng sinh thành gia đại mạc mà nói nơi đây đại biểu cho trí cao đại biểu cho thần linh nhưng trong mắt thế tử hiển nhiên không phải là như vậy lão dẫn theo hứa thành liền nghênh ngang đi tới đỉnh núi của nguyệt thần điện theo họ đi vào bên trong thần điện toàn bộ tu sĩ mặc áo bào hồng của thần điện cũng như những tù sĩ mà hai người gặp ở trên đường vậy không thể nhận ra hay cảm giác thấy một chút nào cho đến lúc bọn họ đi tới trên một chỗ quảng trường trong thần điện bốn phía không ít tù sĩ thần điện lùi tới không ai nói chuyện tất cả đều ngay ngắn trật tự hề nhiều huyền náo ở chỗ này cũng là một loại không tôn trọng đứng ở trên quảng trường ánh mắt của thế từ đảo qua bốn phía giơ tay lên ngoắc một cái về phía vị trung niên ở giai đoạn dưỡng đạo đang muốn đi ra tên tu sĩ trung niên cảnh giới dưỡng đạo khải minh kia lập tức chuyển động thân thể thay đổi phương hướng đi thẳng đến chỗ hứa thành trong chốc lát đạp lên trên quảng trường nhìn hứa thành nhưng vẫn không nhúc nhích nhìn qua cảnh tượng quỷ dị này hứa thành giữ im lặng nhìn về phía thế tử hứa thành trong thời gian trăm nhịp thở bùng phát tất cả tu vi chiến lược của ngươi toàn lực ứng phó tiến hành một trận sinh tử chiến cùng với hắn ta Thế tử lạnh nhạt mở miệng nói, giết chết hắn ta, cắn nuốt tín ngưỡng hồng nguyệt của hắn. Nếu sau trăm nhịp thở, người vẫn không thành công, thì toàn bộ người có hồng nguyệt thần điện nơi đây sẽ phát hiện thân ảnh của ngươi, mà lão phù cũng sẽ không giúp người. Người có thể được thì được, không được, thì xem những bệnh người như thế nào đấy. Thế tử nói xong, thân thể bay lên trên không, đứng ở giữa tiết địa, nhắm mắt chờ đợi mà ngày kỳ lão nhắm mắt lại thì tu sĩ dưỡng đạo khải mình không nhúc nhích kia chỗ trống trong mắt bị một mảnh đỏ thẫm thay thế hầm hầm nhìn hứa thanh tựa như nhìn thấy đại thù cả đời vậy trong việc truyền ra tiếng gầm nhẹ âm âm bùng nổ tu vi từng cái vòng xoáy lập tức hình thành trong cơ thể của gã tổng cộng có 9 vòng tựa như chiến viên tinh thần Bục vòng quanh một tòa bí tàng hư ảo bên trong bí tàng này hình như tồn tại núi lửa đang bộc phát mạnh mẽ hình thành âm thanh âm ầm truyền khắp nơi đồng thời ánh sáng huyết sắc cũng xuyên thấu qua thân thể tu sĩ trung điên này chiếu rọi ra cả bên ngoài tường dùng cùng với thiên địa tạo thành một cái thân ảnh trọn vẹn cao lớn tới cả mấy trăm trượng thân ảnh này là một thụ nhân thân hình vừa thô vừa to canh màu nâu nở hoa ra đó hoa màu đen đại địa lúc này cũng rung động lắc lư mãnh liệt từng rễ cây từ bên trong đất ra đi lên trôi nổi ở bốn phía trong khoảnh khắc toàn bộ quảng trường đã tràn ngập vô số cảnh cây mặt đất vỡ vụn vô số cỏ cây huyết sắc điên cuồng sinh trưởng từ bên trong đó khiến cho đại địa bát vương hóa thành thảo nguyên màu đỏ từ xa nhìn lại thụ nhân cực lớn ở bên trong thảo nguyên kia hình như có khi thế thôn sơn nuốt hà quang mang hung hăng ở trong mắt cùng với toàn thân tản mát ra uy áp khủng bố hội tụ thành từng đạo tia chớp lăng không muốn âm ầm bổ xuống bốn vương cảnh tượng này vô cùng là kinh người cũng là lần đầu tiên hứa thành trực diện với tu sĩ cảnh giới dưỡng đạo khải minh trong thời gian ngắn mặt đất này sinh trưởng vô số cỏ cây cùng với rất nhiều cành cây màu đỏ lao thẳng đến hứa thành tốc độ rất nhanh hình thành vô số tàn ảnh vượt ra khỏi cực hạn của nguyên anh không cho hứa thành một chút cơ hội phản ứng nào trong nháy mắt đã tới gần đồng tử hứa thành có rút lại nguy cơ từ bốn phường tám hướng tạo thành cảm giác sinh tử mãnh liệt hắn biết chính lực của mình không bằng đối phương, tốc độ cũng kém một chút, không thể nào tránh thoát. Lúc này, thân hình của hứa thành thoáng lên một cái, thân thể thần linh âm âm bùng nổ, trực tiếp đạt tới độ cao lâm trường, độc và lực lượng tử nguyệt trong cơ thể khuếch tán ra, cùng với những nhánh cây và cỏ cây màu đỏ bốn phía ập đến, bỗng nhiên va chạm, trong tiếng nổ vang vọng, dù là hứa thành bất phàm, nhưng đối mặt với dưỡng đạo vẫn có chân lệch trong trước mắt vô số có cây màu đỏ giống như lưỡi rào sắc bén vô số cành cây như xúc tu bao phủ hắn vào bên trong dù là tử nguyệt trấn áp cấm độc ăn mòn nhưng có cái màu đỏ bốn phía cùng với rất nhiều cành cây không ngừng tiêu tán rồi lại không ngừng một lần nữa xuất hiện trong khoảnh khắc trồng chất lên bốn phía hứa thành tạo thành một tòa núi bằng cỏ cây không ngừng tăng lên cao ngay lập tức đã cao tất cả một trăm trường ở đỉnh càng lan tràn ra một cái ô hợp thành một cái bàn tay khổng lồ hùng hằng hạ xuống phía hứa thành đang bị vùi ở bên trong bốn phía giữa cỏ cây trong tiếng đổ vang theo cự trưởng ấn xuống cỏ cây vỡ vụn lực lượng trần áp cường hãn tức khủng bố chợt bùng nổ mà thấy sẽ trực tiếp nghiền nát nơi hứa thành đang đứng nhưng vào lúc này một thân đành khổng lồ huyễn hóa ra ở trên đại địa chính là quỷ đế sơn trong lúc nguy cấp này toàn bộ tù vi và pháp lực của hứa thành cũng tràn vào bên trong quỷ đế sơn tạo thành hư ảnh quỷ đế ngay khi xuất hiện giơ hai tay lên toàn lực oanh kích về phía đại thủ đang hạ xuống âm thanh đổ vang đình tài những ốc ngập trời bàn tay do có cây tạo thành kia lập tức tản vỡ từng khúc trong khoảnh khắc đã chia lấp xẻ bảy hoàn toàn tàn rã giống như là mưa tung bay khắp nơi mà quỷ đế của hứa thành cũng xuất hiện từng đạo khế hở cuối cùng tương tự cũng tàn vỡ ra lộ ra thân ảnh của hứa thành Hứa thành phun ra máu tươi sắc mặt trắng bệch uy áp tới từ dưỡng đạo tích thực khiến cho lục phủ ngũ tạng của hắn đều rung động lắc lư. lúc này hô hấp dồn dập nhưng trong mắt lại tỉnh táo dị thường hắn không do dự một chút nào lập tức bộc phát tức độ gào thét bay thẳng về phía tu sĩ dưỡng đạo đang phất tay bùng đổ ra vô số sấm xét phía trước cùng lúc đó thế tử trên bầu trời đã lạnh nhạt mở miệng nói còn lại tám mươi nhịp thở chương sáu trăm lẻ ba Thường long nhập chủ tế nguyệt đại vực phong cách kiến trúc của ông nguyệt thần điện lấy màu đen là chủ yếu trong đó còn dựng đứng một cỗ phô tượng xích mẫu cao lớn loại phối hợp màu sắc này cộng với bầu trời u ám càng lộ ra vẻ âm trầm làm cho người ta có một loại cảm giác áp lực nặng nề khó tả mà gió nâng nở nghẹn ngào gào thét thổi tới rất mạnh thổi vào trên phố tượng xích mẫu hai đôi khuyên tai hình trăng lưỡi liềm treo ở vành tai của xích mẫu bị gió thổi lắc lư va chạm với nhau truyền ra âm thanh đình đàng xen lẫn cùng với giọng nói của thế tử hứa thành cũng không có quan tâm tới lời của thế tử Bây giờ toàn bộ tinh lực của hắn đều tập trung vào trên người của tu sĩ dưỡng đạo có vô số tia chớp bao phủ ngay trước mặt tinh thần của hắn vô cùng tỉnh táo toàn diện bùng phát tu vi toàn lực vận hành 13 đạo nguyên hành tạm kiếp càng người hóa thành một đạo sấm sét màu đen nhảy vào bên trong lô trì thế như trẻ trẻ tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đã tới gần tay phải giơ lên triển khai trạng thái quỷ u hóa biến thành trong suốt đánh thẳng đến tu sĩ hóa thành thụ nhân này hùng hằng trả một cái quy tắc của ta không thể chống cự thụ nhân cười lạnh cô không né tránh bi tàng trong cơ thể nổ vàng tay phải thiêu đốt hỏa diễm bầu đỏ đây là tiên ngưỡng hồng nguyệt biến thành hơn nữa còn có từng trận lực lượng quy tắc vô hình tràn ra từ bên trong bí tàng của gã bao phủ bốn phía khiến cho nơi đây ẩn chứa pháp tắc do gã chế định Bây giờ sau khi giơ tay phải lên gã một hơi chụp lấy cánh tay của hứa thanh trong chớp mắt cả hai va chạm với nhau tu vi cùng với chiến lược của hứa thanh có tranh lệch nhưng hắn có đủ lực lượng tử nguyện có thể triệt tiêu ở trình độ nhất định thần uy đến từ hồng nguyệt nhưng cho dù là như vậy thì vẫn không bằng trong âm thanh đổ vang thân thể hứa thanh rung động lắc lư lực lượng tới từ bàn tay của thụ nhân giống như một chiếc kìm sắt vậy đã kẹp chặt hắn lại càng có chấn động khủng bố theo cơ thể của thụ nhân nghiền nát về phía hứa thanh cùng lúc đó trong miệng của thụ nhân truyền ra âm thanh chú ngữ phức tạp khó hiểu nhưng lại ẩn chứa cảm giác quỷ dị bốn phía nổi lên từng trận gió lạnh vô số quỷ ảnh lăng không xuất hiện công kích về phía hứa thanh trong nguy cơ trước mắt vào thời khắc này phong cách giết chóc quyết đoán cùng với tàn nhẫn của hứa thành lập tức được hiển lộ ra hắn không thèm nhìn tay phải đang bị túm chặt thân thể hung hăng xé ra rắc một tiếng khớp bờ vai phải trực tiếp chật khớp dùng cách này để đổi lấy thân thể vặn vẹo ra ngoài tưởng tượng chân phải giơ lên hung hăng quét về phía thụ nhân thiền ma thần đồng thời biến ảo ra phía sau số lượng trên trăm nhanh chóng xuất hiện ở khắp nơi đồng loạt bổ nhào về phía trước vào thời khắc này cái bóng ở dưới chân cũng lan tràn ra càng cả lão tổ kim cương tông từ một bên bay ra che giấu phòng màng từ bên cạnh đầm tới tất cả nói ra thì dài nhưng trên thực tế thì đều phát sinh trong điện quang hỏa thạch chỉ trong trước mắt thiên mà thần va chạm cùng với những quy ảnh kia lão tổ kim cương tông cũng đâm vào bên trong cơ thể thụ nhân chân phải hứa thành cũng đã gạt vào phần đầu của thụ nhân trong tiếng nổ vang lên sắc mặt của thanh trầm xuống chân của hắn quét tới thế mà lại trực tiếp xuyên thấu qua lão tổ kim cương tông ở chỗ đó cũng tương tự như thế đây không phải là bản thể cùng lúc đó ở bên ngoài hơn mười trượng sau lưng hứa thành thân ảnh của tu sĩ thần điện hóa thành thụ nhân kia đột ngột xuất hiện đây mới là bản thể đáng tiếc người không hiểu chung quanh tu sĩ dưỡng đạo tồn tại quy tắc chế định mà người không biết ca lộ ra một nụ cười lạnh giờ thép phải lên bỗng nhiên nhấn một cái về phía hứa thành nơi xa vô tận tia chớp ở bốn phía lập tức hóa thành rất nhiều con lối già từ bát phương bắn thẳng lên hứa thành không cho hắn có một chút cơ hội trốn nào trực tiếp bao phủ nhất là canh tay cực lớn cầm tay phải của hứa thành kia lúc này tương tự cải biến hình thái đã trở thành một con giỏi bọ thật lớn trượt nổ tung ra ngoài âm thanh ầm ầm ngập trời dựng lên bấy giờ bản thể của tên tu sĩ thần điện kia bỗng nhiên đoáng lên một cái nhanh chóng bày về phía trước vùng tay phải lên lập tức có rất nhiều cành cây bay múa hình thành một thanh chiến phủ khổng lồ bổ thẳng đến hứa thành thân thể của hứa thành nhanh chóng lùi ra phía sau nhưng vẫn không thể nào chạy thoát được khỏi phạm vi của lũ trì cùng với dọi bọ tự bảo ảnh hưởng đến nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu của hứa thành phong phú lúc này toàn thân của hắn đột nhiên chợt hiện ra hào quang bảy màu đồng thời tay phải ấn vào mặt đất thân thể hung hăng vặn một cái trong tiếng rằng rác vang lên bỏ qua cơn đau nhất kịch liệt phục hồi khớp xương đã bị chật lại như cũ. Sau đó liền bộc phát chiều hạ quang, đồng loạt quét một cái về phía ngoài, tiêu tán hơn phân nửa giám xét. Sau đó cái bóng dựng thẳng lên, ngăn ở chung quanh hắn, hình thành một cái quan tài bao phủ hắn lại. Dùng cách này để tránh đến lực lượng còn sót lại. Trong âm thanh khuếch tán, cây bóng hóa thành quan tài bị cuốn ngược ra, lại rơi ở bên ngoài hơn bờ trường. Ngày khi hạ xuống, cái bóng phiêu tản, thân ảnh của hớ thành lại hiện ra hắn không một chút do dự ngay khi xuất hiện đang ngẩng đầu nhìn tu sĩ thụ nhân đang từ xa tới gần trong lòng thầm đến thời gian làm cho mệnh đăng lực lượng nhật quỹ trong cơ thể trực tiếp bùng phát thời gian quay lại trong chốc lát mệnh đăng nhật quỹ lập lòe sụp đổ thời gian ở bên trong hình thành gió lốc bao phủ toàn thân hứa thành đồng thời cũng xóa đi vị trí thân ảnh của hắn trong thời khắc này lúc xuất hiện thì bất ngờ đã ở vị trí bảy nhịp thở trước vị trí này chính là sau lưng tu sĩ thần điện kia. Pháp tắc thời gian Điều này không có khả năng. Tên tu sĩ thần điện kia sững sờ còn người có rút lại. Cảnh tượng biến hóa lần đầu tiên xuất hiện này đã vượt qua dự liệu của gã. Mặc dù bản thân của gã có chiến lực vượt qua hứa thành, nhưng vừa rồi đơn giản giao thủ, gã đã cảm nhận được thủ đoạn của đối phương không ít và lại kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Thật ra tranh lệch với mình cũng không lớn Sở dĩ bị mình nghiền ép Đa phần là bởi vì hứa thành chưa từng giao thủ Với tu sĩ dưỡng đạo Cho nên có chút lạ lẫm chưa thích ứng Mà ở trong quá trình này Đột nhiên hiện ra loại thủ đoạn này Nhất định là đòn sát thủ Trong đầu tu sĩ thần điện lập tức kịp phản ứng Cô không tiếp tục ra tay Mà hiện ra lực lượng quy tắc ẩn chứa Ở bên trong bí tàng của bản thân Muốn rời khỏi nơi đây Nhưng vẫn đã chậm Hứa thành không một chút do dự bỗng nhiên triển khai lực lượng đình trệ của mệnh đăng nhật quỹ trong cơ thể làm trước nhật quỹ toàn bộ bùng phát hình thành uy áp ngừng kết tột cùng toàn bộ phủ vào chiếc người tu sĩ thần điện thời gian định trụ của gã ngừng kết tất cả mọi thứ của gã đồng thời hứa thành giơ tay phải lên một con dao gàm xuất hiện ở trong tay hùng hằng cắt một cái tư cổ của tu sĩ thần điện trước mắt ngay khi âm thanh quen thuộc truyền đến vì để đảm bảo nhất kích tất sát lực lượng cấm độc cũng theo đó mà tản ra vì diệt sinh cơ quỵ trầm trong cơ thể của hắn cũng gấp gáp bay ra hóa thành lâm đạo cầu vòng nhanh chóng xuyên thấu qua thân thể của tu sĩ thần điện kia tiếng ầm ầm càng vang vọng hứa thành đã liều mạng toàn lực sau một khắc đầu của tên tu sĩ thần điện này bay lên thân thể bởi vì lâm cây quỹ trầm nhảy vào mà ầm ầm tàn vỡ một cách dễ dàng chia lắm rẻ bảy xuất xong những thủ đoạn đó hứa thành hô hấp dồn dập đưa mắt nhìn hài cốt trên mặt đất lại ngẩng đầu nhìn thế tử ở giữa công trùng trong lòng thế tử cũng có gợn sóng thế nhưng lại không có biểu hiện bất luận biểu cảm gì lạnh nhạt mở miệng nói còn có ba mươi nhịp thở hứa thành nghe vậy ánh mắt ngưng tụ nhìn chằm chằm vào hai cốt trên mặt đất vật tay triển khai một mồi lửa bao phủ đốt cháy mặt đất đồng thời thân thể của hắn cũng nhanh chóng lùi ra phía sau nhưng trong nháy mắt khi hắn lùi ra phía sau chỗ tu sĩ thần điện bị tứ phần ngũ liệt tiêu vòng lúc trước đột nhiên lập lè bắn ra chín đạo vòng xoáy màu đỏ phóng thẳng về phía hứa thành cho dù hứa thành có tránh né như thế nào thì cũng đều vô ích trong khoảnh khắc đã bao phủ hắn ở bên trong chín vòng xoáy lập lè vườn quanh còn có âm thanh đổ vang bùng phát thoáng chốc đã lại tạo thành một tòa bí tàng hư ảo từ xa nhìn lại hứa thành chính là đang ở trong tòa bí tàng này bí luyện quỷ nhất Giọng nói của tên tu sĩ thần điện truyền gia ở bên trong tòa bí tàng hư ảo đó, một cơ lực lượng hùng mạnh lập tức bùng phát, hóa thành vô số quy tắc và pháp tắc, hình thành nhật nguyệt tinh thần, sấm lôi băng hỏa, hóa thành lồng giam, luyện hóa hứa thành, nhật nguyệt định thần, băng hỏa luyện thân, sấm lôi hỗ trợ, thiên phong hóa ủy. Thần hồn của hứa thành kịch chấn, ở bên trong cảm giác của hắn, bấy giờ thân thể của mình rõ ràng vẫn còn ở chỗ cũ, nhưng lại có một cảm giác ở không gian khác. Loài cảm giác áp bách cùng với bị luyện hóa tới từ khắp nơi này, giống như mỗi nghiền nát linh hồn của hắn, đốt cháy tất cả huyết nhục. Còn có đầu nhức kịch liệt theo đó mà bốc lên, mỗi một tấc huyết nhục đều bị xé rách ra. Hứa thành mặt không biểu cảm, cảm thụ tất cả bốn phía. Giữa không trùng, thế tử nhìn qua tất cả, trong mắt có thêm một chút thầm ý chậm rãi mở miệng. Lúc này người đối mặt mới thật sự lưu dưỡng đạo, nếu như người không thể nào thoát khốn sẽ bị chấn áp luyện hóa tới chết. Theo lời nói của Thế tử vang vọng, cảm giác bị luyện hóa tăng vọt, mơ hồ có thể nhìn thấy tòa bí tàng ngữ ảo biến thành thân hình tu sĩ thần điện. Với nguy cơ ngay ở trước mắt, trong mắt thưa thành lóe lên hàn quang. Hóa giả, đây chính là bí tàng không có tiên đạo. Nếu như đã không có tiên đạo, vậy ta liền vừa vặn tặng người một cái vậy. Thương Long! Hết chương 603 Chưa vị vừa được nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí về tạ hói audio Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chữ vị Cảm ơn và hẹn gặp lại